Hãy tưởng tượng bạn có thể gửi tiền cho bất kỳ ai trên thế giới, ngay lập tức, chỉ với vài cú nhập chuột. Bạn không cần phải lo lắng về múi giờ, ngày nghỉ lễ hay bất kỳ rào cản nào khác. Chỉ cần một kết nối Internet và một chiếc điện thoại thông minh, bạn có thể thực hiện giao dịch bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu. Không cần ngân hàng, không phải chờ đợi, và phí giao dịch rất thấp. Điều này có nghĩa là bạn không phải trả những cái khoản phí cao mà các ngân hàng thường áp đặt. Bạn cũng không phải lo lắng về việc giao dịch bị từ chối hoặc bị trì hoãn do các quy định của ngân hàng. Đó chính là lời hứa của Bitcoin, một loại tiền kỹ thuật số đang thay đổi cách chúng ta nghĩ về tiền tệ. Bitcoin không chỉ là một phương tiện thanh toán, mà còn là một hệ thống tài chính hoàn toàn mới, mở ra nhiều cơ hội và thách thức mới. Bitcoin được tạo ra vào năm 2018 bởi một người hoặc một nhóm người bí ẩn với cái tên Satoshi Nakamoto. Sự ra đời của Bitcoin đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử tài chính, khi lần đầu tiên chúng ta có một loại tiền tệ không phụ thuộc vào bất kỳ chính phủ hay tổ chức nào. Chúng ta vẫn chưa biết danh tính thực sự của họ, nhưng phát minh của họ đang cách mạng hóa ngành tài chính. Bitcoin đã tạo ra một cuộc cách mạng trong cách chúng ta lưu trữ, chuyển nhượng và sử dụng tiền tệ. Nó đã mở ra một thế giới mới của các loại tiền kỹ thuật số và công nghệ blockchain. Không giống như các loại tiền tệ truyền thống được phát hành bởi chính phủ, Bitcoin là phi tập trung. Điều này có nghĩa là không có một cơ quan trung ương nào có thể kiểm soát hoặc thao túng nó. Thay vào đó, Bitcoin được duy trì bởi một mạng lưới các máy tính trên toàn thế giới, đảm bảo tính minh bạch và an toàn. Điều này có nghĩa là không có tổ chức nào kiểm soát nó, không có ngân hàng trung ương, không có chính phủ, không có công ty nào có thể can thiệp vào hoạt động của Bitcoin. Điều này mang lại cho người dùng một cái mức độ tự do và quyền kiểm soát chưa từng có. Thay vào đó, nó hoạt động trên một mạng lưới máy tính toàn cầu. Mạng lưới này được gọi là blockchain, một công nghệ đột phá cho phép các giao dịch được ghi lại một cách minh bạch và không thể thay đổi. Mỗi giao dịch được xác nhận bởi hàng ngàn máy tính, đảm bảo tính toàn vẹn và an toàn của hệ thống. Hãy nghĩ về Bitcoin giống như vàng kỹ thuật số. Giống như vàng, Bitcoin có giá trị vì nó khan hiếm và khó khai thác. Chỉ có 21 triệu Bitcoin sẽ được tạo ra, và điều này làm cho nó trở thành một tài sản quý giá. Nó khan hiếm, có thể chia nhỏ và dễ dàng chuyển nhượng. Bạn có thể mua một phần nhỏ của Bitcoin, thậm chí là 1/1000 của một Bitcoin, và chuyển nó cho bất kỳ ai trên thế giới chỉ trong vài giây. Nhưng không giống như vàng, nó hoàn toàn là kỹ thuật số, khiến nó trở nên cực kỳ di động và hiệu quả. Bạn không cần phải lo lắng về việc lưu trữ hoặc vận chuyển Bitcoin, vì tất cả đều được thực hiện qua mạng Internet. Điều này làm cho Bitcoin trở thành một công cụ tài chính mạnh mẽ và linh hoạt, phù hợp với thế giới số hóa ngày nay. Các giao dịch Bitcoin có vẻ phức tạp, nhưng ý tưởng cơ bản rất đơn giản. Bitcoin là một loại tiền kỹ thuật số phi tập trung, không phụ thuộc vào bất kỳ ngân hàng trung ương hay tổ chức tài chính nào. Hãy tưởng tượng một cuốn sổ, cái kỹ thuật số mà mọi người trên mạng Bitcoin đều có thể truy cập. Cuốn sổ cái này được gọi là blockchain. Cuốn sổ này ghi lại mọi giao dịch Bitcoin từng được thực hiện. Mỗi giao dịch được ghi lại dưới dạng một khối dữ liệu. Khi bạn gửi Bitcoin, về cơ bản, bạn đang phát đi một thông điệp đến mạng lưới. Tôi đang gửi số Bitcoin này đến địa chỉ này. Địa chỉ này là một chuỗi ký tự duy nhất đại diện cho ví Bitcoin của người nhận. Thông điệp này sau đó được xác minh và thêm vào số cái, được gọi là blockchain. Quá trình này đảm bảo rằng giao dịch là hợp lệ và không có gian lận. Quá trình xác minh và thêm giao dịch vào blockchain được gọi là đào. Các thợ đào sử dụng sức mạnh tính toán để giải các bài toán phức tạp. Các thợ đào là những máy tính mạnh mẽ giải các bài toán phức tạp để bảo mật mạng lưới và thêm các khối mới vào chuỗi. Họ được thưởng bằng Bitcoin mới tạo ra. Vì blockchain là công khai và phân tán, nên nó cực kỳ an toàn. Mỗi khối mới được thêm vào chuỗi đều được liên kết với khối trước đó, tạo thành một chuỗi không thể thay đổi. Gần như không thể thay đổi hoặc giả mạo hồ sơ giao dịch. Điều này làm cho Bitcoin trở thành một hệ thống tài chính minh bạch và an toàn. Khi bạn gửi Bitcoin, giao dịch của bạn sẽ được phát sóng đến toàn bộ mạng lưới. Các thợ đào sẽ cạnh tranh để xác minh giao dịch của bạn bằng cách giải các bài toán phức tạp. Sau khi giao dịch của bạn được xác minh, nó sẽ được thêm vào một khối mới, và khối này sẽ được thêm vào blockchain. Bạn có thể kiểm tra lịch sử giao dịch của mình bất cứ lúc nào thông qua ví Bitcoin của bạn. Bitcoin không chỉ là một loại tiền tệ, mà còn là một công nghệ đột phá mở ra nhiều cơ hội mới trong lĩnh vực tài chính và công nghệ. Với tính chất phi tập trung và an toàn, Bitcoin đang dần trở thành một phần quan trọng của hệ thống tài chính toàn cầu. Bitcoin mang đến một số lợi thế so với hệ thống tài chính truyền thống. Đầu tiên và quan trọng nhất, nó phi tập trung. Điều này có nghĩa là không một thực thể nào kiểm soát nó, khiến nó có khả năng chống lại sự kiểm duyệt và can thiệp của chính phủ. Thứ hai, giao dịch Bitcoin nhanh chóng và hiệu quả. Bạn có thể gửi Bitcoin cho bất kỳ ai trên thế giới, và nó thường đến nơi trong vòng vài phút, bất kể ranh giới địa lý. Thứ ba, Bitcoin cung cấp tính minh bạch cao hơn. Tất cả các giao dịch được ghi lại trên blockchain công khai, giúp bạn có thể theo dõi dòng tiền. Cuối cùng, Bitcoin có tiềm năng trao quyền cho các cá nhân và thúc đẩy tài chính toàn diện. Nó cho phép mọi người kiểm soát tiền của họ mà không cần dựa vào các tổ chức tài chính truyền thống. Bitcoin đã và đang được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau trên khắp thế giới. Từ việc đầu tư, mua sắm trực tuyến, đến việc chuyển tiền quốc tế, Bitcoin đang dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của nhiều người. Một số người sử dụng nó như một khoản đầu tư, hy vọng giá trị của nó sẽ tiếp tục tăng. Họ theo dõi giá trị Bitcoin hàng ngày, phân tích biểu đồ giá và đưa ra quyết định mua bán dựa trên các xu hướng thị trường. Những người khác sử dụng nó để mua hàng trực tuyến, chuyển tiền và thậm chí là quyên góp từ thiện. Việc sử dụng Bitcoin trong các giao dịch này không chỉ nhanh chóng mà còn giúp tiết kiệm chi phí giao dịch so với các phương pháp truyền thống. Ví dụ, các doanh nghiệp như Microsoft và Expedia chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin. Điều này cho thấy sự chấp nhận ngày càng rộng rãi của Bitcoin trong các ngành công nghiệp lớn và uy tín. Ở các quốc gia có đồng nội tệ không ổn định, người dân sử dụng Bitcoin để bảo vệ tiền tiết kiệm của họ khỏi lạm phát. Bitcoin cung cấp một giải pháp thay thế an toàn và ổn định hơn cho những người sống trong các nền kinh tế bất ổn. Hơn nữa, Bitcoin đã nổi lên như một công cụ có giá trị cho các giao dịch xuyên biên giới, đặc biệt là đối với kiều hồi, nơi các phương pháp truyền thống có thể chậm và tốn kém. Với Bitcoin, các giao dịch này có thể được thực hiện nhanh chóng và với chi phí thấp hơn nhiều. Khi việc áp dụng ngày càng tăng, chúng ta có thể mong đợi sẽ thấy nhiều cách sử dụng sáng tạo hơn cho Bitcoin trong tương lai. Các nhà phát triển và doanh nhân đang không ngừng tìm kiếm những cách mới để tích hợp Bitcoin vào các dịch vụ và sản phẩm hàng ngày, mở ra nhiều cơ hội mới cho cả người dùng và doanh nghiệp. Ngoài ra, các hội thảo và khóa học giáo dục về Bitcoin đang trở nên phổ biến hơn, giúp mọi người hiểu rõ hơn về cách sử dụng và lợi ích của nó. Điều này không chỉ giúp tăng cường sự chấp nhận mà còn thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng Bitcoin toàn cầu. Một lĩnh vực khác cũng đang phát triển mạnh mẽ là khai thác Bitcoin. Các trang trại khai thác Bitcoin đang mọc lên khắp nơi, từ các quốc gia phát triển đến các khu vực xa xôi, nơi có nguồn năng lượng rẻ và dồi dào. Khai thác Bitcoin không chỉ tạo ra lợi nhuận mà còn đóng góp vào sự an toàn và ổn định của mạng lưới Bitcoin. Cuối cùng, Bitcoin đang dần trở thành một phương tiện thanh toán phổ biến trong các giao dịch hàng ngày. Từ việc mua cà phê buổi sáng đến thanh toán hóa đơn tại các cửa hàng nhỏ, Bitcoin đang chứng minh rằng nó có thể là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Với sự phát triển không ngừng và tiềm năng vô hạn, Bitcoin hứa hẹn sẽ tiếp tục thay đổi cách chúng ta giao dịch và tương tác với tiền tệ trong tương lai. Chúng ta chỉ mới bắt đầu khám phá những khả năng mà Bitcoin mang lại, và tương lai của nó chắc chắn sẽ rất thú vị và đầy hứa hẹn. Hệ sinh thái Bitcoin liên tục phát triển. Vào năm 2024, chúng ta đang chứng kiến sự tăng trưởng và đổi mới liên tục trong các lĩnh vực như Lightning Network. Công nghệ này cho phép các giao dịch Bitcoin nhanh hơn và rẻ hơn, giúp nó trở nên thiết thực hơn cho việc sử dụng hàng ngày. Tài chính phi tập trung, DeFi, Bitcoin đang được sử dụng để xây dựng các ứng dụng tài chính phi tập trung, chẳng hạn như nền tảng cho vay và Stablecoin. Sự áp dụng của các tổ chức, ngày càng có nhiều nhà đầu tư tổ chức bổ sung Bitcoin vào danh mục đầu tư của họ, báo hiệu sự chấp nhận ngày càng tăng của xu hướng chủ đạo. Những phát triển này đang định hình tương lai của Bitcoin và tiềm năng cách mạng hóa tài chính của nó. Bắt đầu với Bitcoin dễ dàng hơn bạn nghĩ. Dưới đây là hướng dẫn đơn giản chọn ví Bitcoin. Ví giống như tài khoản ngân hàng kỹ thuật số cho Bitcoin của bạn. Có rất nhiều loại ví khác nhau, mỗi loại có các tính năng và biện pháp bảo mật riêng. Mua Bitcoin, bạn có thể mua Bitcoin từ nhiều sàn giao dịch bằng cách sử dụng đơn vị tiền tệ địa phương của bạn. Bảo mật Bitcoin của bạn, điều quan trọng là phải giữ Bitcoin của bạn an toàn bằng cách chọn một chiếc ví an toàn và bắt xác thực hai yếu tố. Khi bạn đã có Bitcoin, bạn có thể bắt đầu khám phá nhiều cách sử dụng của nó, tự mua hàng trực tuyến đến gửi tiền cho bạn bè và gia đình. Mặc dù Bitcoin mang đến những cái khả năng thú vị, nhưng điều cần thiết là phải nhận thức được những cái rủi ro liên quan. Giống như bất kỳ khoản đầu tư nào, giá Bitcoin có thể biến động, nghĩa là nó có thể tăng hoặc giảm đáng kể về giá trị. Điều quan trọng là phải đầu tư có trách nhiệm và không bao giờ đầu tư nhiều hơn số tiền bạn có thể mất. Ngoài ra, hãy cảnh giác với các trò gian lận và kế hoạch lừa đảo liên quan đến Bitcoin. Bằng cách hiểu rõ những rủi ro và thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp, bạn có thể tận hưởng những lợi ích của Bitcoin, đồng thời giảm thiểu những mặt trái tiềm ẩn. Bitcoin không chỉ là một loại tiền kỹ thuật số, nó là một công nghệ mang tính cách mạng với tiềm năng định hình lại bối cảnh tài chính. Khi việc áp dụng tiếp tục phát triển, Bitcoin có thể thách thức các hệ thống tài chính truyền thống và trao quyền cho các cá nhân theo những cách chưa từng có. Mặc dù tương lai của Bitcoin vẫn chưa chắc chắn, nhưng có một điều rõ ràng, nó đã khơi mào một cuộc trò chuyện toàn cầu về bản chất của tiền tệ và khả năng của các công nghệ phi tập trung. Cho dù Bitcoin có trở thành đồng tiền thống trị của tương lai hay mở đường cho những đổi mới khác, thì tác động của nó đối với thế giới là không thể phủ nhận.